Bài hát Bắc Kim Thang bắt nguồn từ một câu chuyện kinh dị, là một trong những bài hát thiếu nhi quốc dân mà hầu hết những đứa trẻ con nào cũng thuộc. Bắc Kim Thang đã để lại trong tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng biết bao nhiêu thế hệ người Việt. Thế nhưng nhiều giả thiết lại cho rằng sự thật đằng sau những câu hát ngây thơ ấy lại là một câu chuyện kinh dị. Thời gian qua thì mạng xã hội Việt liên tiếp dậy sóng vì bộ phim Bắc Kim Thang. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim kinh dị Made in Vietnam sẽ phá nát tuổi thơ với những câu slogan rùng rợn: tháng 10 này đừng nghe Bắc Kim Thang. Điều này đã đặt ra một dấu chấm hỏi về ý nghĩa thực sự của bài hát Bắc Kim Thang. Liệu bài đồng dao thiếu nhi này có trong sáng giống như bạn nghĩ? Có giả thuyết đề cập rằng bài hát Bắc Kim Thang mà ta biết vốn là bài hát của các trẻ em vùng Nam Bộ, dùng để chơi trò khèo chân, vừa chơi vừa hát. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng bài hát Bắc Kim Thang có tên chính xác là Bắt Kim Than, tức là bắt con ngựa màu nâu sậm, hay là giai điệu vần vè nói về những chú ngựa mà thôi. Và có một giả thuyết được nhiều người đồng tình nhất, cho rằng nó bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích cảm động ca ngợi về tình cảm bạn bè thân thiết giữa một anh bán dầu và một anh bán ếch. Câu chuyện kể rằng, ngày xưa, tại một vùng quê nọ, có hai người bạn cùng làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người thì soi đèn bắt ếch về đêm, anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp sáng vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông tách biệt với hàng xóm, muốn đi vào chợ làng phải đi qua một cây cầu khỉ vắt vẹo. Do hoàn cảnh đơn chiếc nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời. Anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán. Vì thế anh bán ếch lại càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu. Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bán ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh mở ra coi thì phát hiện ra con chim le le và con chim bịp bịp đang nằm trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau nên bắt cạnh rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bán ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bán ếch đã xui lòng rồi giải thoát cho chúng. Vài ngày sau, hai con chim bay đến nhà anh bán ếch để cảnh báo cho anh biết rằng tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma già ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân của anh bán dầu và anh bán ếch, cho hai anh chết thể mạng để cho chúng được đầu thai. Vì hai con ma này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế thì chúng sẽ bị hồn phách tứ tán không được đầu thai. Thêm vào đó, ma già cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu đi ra chợ và lúc anh bán ếch trở về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép. Ban đầu anh bán ếch đem cớ sự nói với anh bán dầu, khuyên anh nên ở nhà nghỉ bán một tuần lễ. Nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đó là chuyện mê tín vớ vẩn, trên đời làm gì có ma quỷ. Không muốn bạn phải chết oan uổng, anh bán ếch viện cớ ngày cúng mẹ gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu chúc cho anh say mềm, đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia cũng lấy cớ rằng cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc cho ăn uống no nê, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia. Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma gia bắt hồn. Do say xỉn nhiều ngày liên tiếp cho nên anh bán ếch đã ngủ quên. Anh bán dầu trực tỉnh vào sáng sớm và nhận ra rằng mình đã bỏ buôn bán lên mấy ngày, cho nên đã nhanh chóng gánh hàng ra chợ. Nhưng do bước vội vàng qua cây cầu khỉ treo leo, lại bị bọn ma gia biến phép cho cây cầu trơn trượt, nên đã sảy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bán ếch vì tiếc thương cho bạn, nhưng còn sợ bọn ma gia nên phải đợi hết một ngày, thì mới dám vớt xác bạn lên làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến cắt tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người đã chết oan. Sự thật ý nghĩa của bài hát Bắc Kim Thang. Đọc hết câu chuyện cổ tích này thì có lẽ chúng ta đều sáng tỏ tại sao trong bài Đồng Dao Bắc Kim Thang có 4 câu cuối là: chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bịp bịp thổi tò tí te tò te. Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện đề cao tình bạn và tính chất cứu vật vật trả ơn của người xưa. Vậy hai câu đầu của bài hát thì sao? Bắc Kim Thang, cả làng bí rự, cột qua kèo là trèo qua cột. Ở câu đầu tiên, cả làng bí rự có lẽ là để chỉ ba loại củ quả có cùng một đặc tính thuộc họ dây leo, trái cà, khoai lang, bí rự. Đặc biệt với từ bí rự, một từ thuần chất của miền Nam,
cũng đã nói lên xuất xứ của bài Rồng Dao này từ Nam Bộ. Nói đến Bắc Kim Thang thì phải hiểu hơi Hàn Lâm một chút là từ Kim Thang ở đây, hiểu cho đúng và lạ. Cái thang hình chữ kim, tức là hình tam giác canh. Từ kim tự tháp cũng bắt nguồn từ chữ kim này mà có, do chỉ hình dạng cái tháp của người Ả Cập là hình tam giác canh. Còn cái kim thang của con nít ngày xưa là do người lớn dùng hai cái tre dài bắt chéo vào nhau tạo thành một hình tam giác canh, rồi cắm trên mặt đất cách vài mét lại một cái như vậy và tạo thành một hàng dài. Bản thân của cái kim thang này trở thành cái cột. Do không có cái cột dựng ở giữa cho nên hai thành tre vắt chéo và trở thành cái cột luôn. Những cái kim thang được nối vào nhau bởi cái vì kèo là những cây thanh tre chạy dọc theo gian, cứ như thế tạo thành một gian để cho cả làng bí rượu leo lên mà sinh sôi phát triển. Vậy cột qua kèo, quèo qua cột là chỉ mối quan hệ gắn bó vào nhau của hai vật thể. Cả câu Bắc Kim Thang, cả làng bí rượu, cột qua kèo là kèo qua cột, có lẽ là miêu tả mối quan hệ keo sơn quấn quýt gắn bó vào nhau của anh bán dầu và anh bán ếch ở bốn câu sau. Cả bài Rồng Dao này được viết dựa trên câu chuyện cổ tích kia, cho nên lý giải cũng vì thế mà hiểu cho đúng. Tuy nhiên trải qua thời gian dài, người lớn không còn kiên nhẫn để giải thích cho trẻ con hiểu về câu chuyện cổ tích kia. Thế nên bài Rồng Dao Bắc Kim Thang cứ như vậy lưu truyền gây ra sự hoang mang khó hiểu cho người nghe.